À, dạ tiếp theo em xin chị giao lưu một cây sam núi trái siêu mini ha. Cây này cao khoảng tầm 8-9 cm nè. Đã được em định hình bộ chi tàn nó rất là già rồi ha. Cây này và về mình ép vô một cái chậu mini mình chăm cho nó ra trái nữa để bàn chơi sẽ rất là đẹp nè. Cây có gốc nọ to và được nuôi cắt chuyền vót ngọn ha. Về mình có thể ép nó vô một cái chậu mini nhỏ như thế này nè. Nuôi cho nó khỏe, nó đậu trái nữa thì sẽ rất là đẹp. Những cây như thế này chỉ cần đậu được khoảng tầm 2 chùm trái thôi là cũng rất là đẹp vậy ha. Cây siêu mini nhưng mà chi cành da của nó rất là già rồi. Mọi người có thể thấy màu trắng xóa trên thân nè. Cây đã già rồi ha. Nên mình ép chậu nó cũng khỏe, không phải cây non nên cái sức sống của nó cao, cũng cao hơn nhiều. Giờ rồi em xin giao lưu cây sam núi trái mini dáng trực đã ấm tàn thành phẩm này với giá là 150.000 em bao ship ha. Cây này về mình cứ vô chậu mình để bàn chơi thôi. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ha.